Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 6, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các dầm cầu gãy đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc Nam qua đoạn tỉnh Nghệ An. Trong số các dầm cầu được bắc lên thì có tới 2 dầm đổ sập, gãy làm đôi. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Phần lớn mọi người đều tỏ ra thắc mắc trước chất lượng thi công của công trình trọng điểm này. Báo Gia đình Sức khỏe Đời sống thông tin, ngày 21 tháng 6, đại diện doanh nghiệp dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án 6 về sự cố lỗi kỹ thuật trong thi công cầu lắp dầm Superty tại cầu Nghi Mỹ. Theo đó, chiều ngày 19 tháng 5, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức thi công lắp dầm cầu Nghi Mỹ tại nhịp số 4 giữa trụ P3 và P4. Trong quá trình thi công, mọi việc diễn ra bình thường. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đang cầu lắp phiến dầm tiếp theo thì xảy ra va chạm giữa phiến dầm đang cầu lắp với phiến dầm đã lắp ở cùng trong nhịp số 4. Từ đó dẫn đến hiện tượng một số phiến dầm bị nghiêng theo hướng về bên phải của cầu theo hướng tuyến. Sau khi sự việc xảy ra, các bên liên quan gồm doanh nghiệp dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, do thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao khoảng 40 độ, công nhân lái máy và người lao động làm việc ngoài trời với thời gian tương đối dài dẫn đến thiếu tập trung, gây sơ suất trong quá trình thao tác cầu lắp phiến dầm. Sau khi sự việc xảy ra, các bên đã đánh giá thiệt hại do sơ suất trong thao tác kỹ thuật của thợ lái máy cầu làm hư hại 4 phiến dầm, không có thiệt hại về người và nhà thầu cam kết sẽ chịu mọi chi phí phát sinh. Riêng 3 phiến dầm bị nghiêng còn lại, nhà thầu sẽ chủ động mời đơn vị kiểm định độc lập, đánh giá lại chất lượng với sự chứng kiến của các bên liên quan. Sau khi có kết quả kiểm định, sẽ đưa ra quyết định trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ của dự án. Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết, nghiêm khắc phê bình nhà thầu thi công và tư vấn giám sát trong công tác thi công, giám sát công trình. Đồng thời yêu cầu các tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức họp rút kinh nghiệm để không xảy ra trường hợp đáng tiếc. Ngày 20 tháng 5, nhà thầu đã di rời xong toàn bộ các phiến dầm bị hỏng ra khỏi hiện trường về vị trí tập kết. Ngày 25 tháng 5, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An có buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các bên liên quan. Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt là dự án được đầu tư theo hình thức BOT. Thời gian bảo hành của nhà đầu tư đối với dự án trong suốt thời gian thi công và khai thác vận hành gần 20 năm. Việc xảy ra là sơ suất nằm ngoài mong muốn của nhà thầu. Nhà thầu cam kết tự bỏ kinh phí để khắc phục, đúc lại các phiến dầm đã hỏng. Mỗi phiến dầm trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết. Thông tin từ báo Giao thông, ngày 28 tháng 2 năm 2020, thông tin về sự cố gãy dầm cầu An Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Thay mặt đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dự án cầu An Phú, ông Lê Quang Khiêm, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi cho rằng sự cố gãy dầm cầu An Phú xảy ra là do sự rủi ro ngoài ý muốn. Công trình cầu An Phú có tổng cộng tất cả 24 dầm Superty. Thời gian qua, đơn vị thi công đã hoàn thành lao dầm 15 cái, đến cái thứ 16 thì không may xảy ra sự cố, ông Khiêm thông tin. Ông Khiêm cho biết, các phương tiện, thiết bị thi công lao dầm đều được kiểm tra đảm bảo kỹ thuật trước khi thi công. Sự cố gãy dầm xảy ra là sự cố không may, ngoài ý muốn. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 26 tháng 2, trong quá trình thi công xây dựng dự án cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, lúc thi công đưa dầm cầu vào lắp ráp, dầm thứ tư, nhịp 8 đã xảy ra sự cố làm cho dầm cầu rơi xuống đất bị gãy. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án cầu An Phú, sự cố có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc này sẽ có một trong hai nguyên nhân, đó là lỗi tổ chức phương án thi công hoặc do lỗi về phương tiện, thiết bị kỹ thuật thi công không đảm bảo. Để xác định được nguyên nhân gây ra sự cố, cần phải thuê đơn vị tư vấn giám sát độc lập có chuyên môn, kinh nghiệm kiểm tra, xác minh. Ông An nhìn nhận.
dự án cầu An Phú có tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đơn vị đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất thành phố Quảng Ngãi. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533 là đơn vị thiết kế. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi là đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng. Nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án cầu An Phú là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Khánh, công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Lũng Lô 251. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Khánh đảm nhận thi công các hạng mục: phần hạ bộ từ mố M1 đến trụ T7, phần thượng bộ từ nhịp 1 đến nhịp 10, đường dẫn đầu cầu và hạ tầng kỹ thuật phía địa phận xã Nghĩa Phú, mố nhô phía địa phận xã Nghĩa Phú, phá dỡ 19 nhịp cầu cũ phía xã Nghĩa Phú, đường công vui số 1 từ km số 0 đến cọc CC và cầu tạm 3 x 8m, một bể đúc và bãi chứa dầm bản, bể đúc và bãi chứa dầm Superty. Giá trị gói giá trị hợp đồng thi công là hơn 98 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng giá trị hợp đồng, gần 140 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 đảm nhận thi công các hạng mục: phần hạ bộ từ trụ T8 đến mố M2, phần thượng bộ từ nhịp 11 đến 12, đường dẫn dầu cầu và hạ tầng kỹ thuật phía địa phận xã Nghĩa An, cầu đảm bảo an toàn giao thông, nạo vét lòng sông, mố nhô phía Nghĩa An, phá dỡ 12 nhịp cầu cũ phía địa phận xã Nghĩa An, đường công vụ số 1 từ cọc CC đến cọc 12, một bệ đúc dầm và bãi chứa dầm bản. Công trình dự án cầu An Phú có chiều dài 368 m, rộng 10 m. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 5 năm 2018 và được nhà thầu thi công cam kết hoàn thành dự kiến vào ngày 15 tháng 5 năm 2020. Công trình bất ngờ gặp sự cố gãy dầm trong lúc thi công vào sáng ngày 26 tháng 2. Hiện đang tạm dừng thi công để khắc phục sự cố, làm rõ nguyên nhân. Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Sa Lộ Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định tĩnh không thực tế của cầu đi bộ Suối Tiên chưa đảm bảo 4,75m. Liên quan đến vụ dầm cầu vượt đi bộ đè lên thùng container ngày 13 tháng 11 năm 2019, một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định với báo Tuổi Trẻ Online về thiết kế, thùng cả xe và thùng container chỉ cao tối đa 4,2m. Theo vị này, kể cả xe và thùng khi xếp lên nhau chỉ cao tối đa 4,2m. Qua quá trình đăng kiểm, vị này khẳng định không thể đôn thùng container cao hơn thiết kế bởi container có các cục gà. Khi thiết kế container phải bỏ lọt vào xe rơ móc, không có cách nào thay đổi thiết kế chiều cao của thùng xe và container được. Xe chỉ cao tối đa 4,2m thôi, vị này khẳng định. Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 14 tháng 11, ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Sa Lộ Hà Nội, chủ đầu tư khẳng định, trong hồ sơ thiết kế được duyệt, cầu vượt đi bộ Suối Tiên có thiết kế cao 4,75m và cầu này đều đồng bộ với các cầu còn lại trên tuyến. Về việc xe container chỉ cao 4,2m, tại sao đụng được dầm cầu? Ông Nam đánh giá về hồ sơ thiết kế cầu vượt cao 4,75m, nhưng đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định tĩnh không thực tế của cầu đi bộ Suối Tiên chưa đảm bảo 4,75m. Còn việc cao bao nhiêu, cần phải đo đạc và kiểm tra hồ sơ thêm để xác định nguyên nhân cụ thể vì sao tĩnh không thực tế của cầu lại thấp hơn thiết kế 4,75m, ông Nam nói. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 11, xe đầu kéo biển kiểm soát 51D36434 do tài xế Phan Quang Hưng, 35 tuổi, ngụ Bà Rịa, Vũng Tàu, chở thùng container loại 40 feet chạy trên quốc lộ 1 về hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đến đoạn khu du lịch Suối Tiên, thùng container vướng vào gầm cầu bộ hành, làm dầm cầu sập và rơi xuống đè trúng. Sự cố may mắn không gây thương vong về người. Theo chủ đầu tư dự án, cầu vượt đang được thi công và dầm cầu vượt mới chỉ được đơn vị thi công đưa lên cách đó vài tiếng trước khi xảy ra sự cố. Công trình cầu vượt đi bộ Suối Tiên thuộc hạng mục nút giao thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nằm trong dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1.
Sự cố xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 2016. Ba dầm cầu, mỗi dầm cầu dài 38 mét và nặng 70 tấn đã bị sập đổ trong quá trình thi công. Sau sự cố, nhiều người dân sinh sống cạnh công trường đường cao tốc La Sơn-Túy Loan tỏ ra nghi ngờ về chất lượng công trình. Nhiều người cho rằng gầm cầu thường được gia cố bằng bê tông cốt thép có kết cấu vững chắc và chịu lực tốt. Tuy nhiên, tại hiện trường vụ sập, ba dầm bị tụt đà chống. Phần đầu dầm rơi xuống lớp đất mềm nhưng khối dầm đã bị vỡ vụn, làm trơ khung sắt. Ông Quyên cho biết sự cố trên là do khách quan và vì thời tiết. Sienco 8 đang điều hành 4 gói thầu tại dự án đường cao tốc La Sơn-Túy Loan. Vào ngày 24 tháng 8, đơn vị thi công của tổng công ty đã lao lắp xong 3 dầm cầu vào vị trí gối khu vực mố phía Bắc. Việc nghiệm thu các dầm cầu này cũng đã hoàn thành. Sau khi lao lắp dầm xong, chúng tôi tiến hành di chuyển tháo lắp dàn lao để chuyển vị trí khác. Ngày 24 tháng 8, mưa rất to dẫn đến làm lún chân kê nghiêng, dàn lao và mất ổn định. Sự việc dẫn đến sụt chân nên dàn lao đập vào kè dầm làm đổ, gãy 3 dầm nhưng không có thiệt hại về người và máy móc. Ông Quyên nêu nguyên nhân. Ông Phạm Văn Quyên nói thêm, đây là sự cố ngoài ý muốn và công trình trên đã được mua bảo hiểm. Hiện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã yêu cầu xử lý sự cố một cách tốt nhất, phải di rời các dầm đổ gãy để tiếp tục thi công công trình. Về tổng thiệt hại, ông Quyên tính toán khoảng 600 triệu đồng và tổng công ty phải mất 7 đến 10 ngày mới đổ xong một dầm mới. Được biết, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ-Túy Loan có tổng mức đầu tư dự án khoảng 11.500 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!